Hello everyone. Great to see you again. How are you today? I hope you're doing well. Xin chào các em. Rất vui được gặp lại các em. Và ngày hôm nay chúng ta đi vào bài đầu tiên của phần Unit 1. Cultural Diversity. Nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta là 1. Sẽ học từ mới và hướng dẫn cách phát âm từ mới. Thứ hai, hiểu nội dung bài học. Thứ ba là anh sẽ giao bài tập về nhà cho các em. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào học từng câu và dịch theo từng câu để dễ hiểu hơn cho các em và nhớ được lâu hơn. Ok. Traditionally, Americans and Asians have very different ideas about love and marriage. Traditionally, đó là trạng từ mang tính chất là truyền thống. Americans, người Mỹ. Asians, người châu Á. Ideas, ý tưởng. Sự nhận thức trong suy nghĩ. Vậy thì ở đây dịch là gì? Về mặt truyền thống, người Mỹ và người châu Á thì có cái suy nghĩ rất là khác về tình yêu và hôn nhân. Different ideas, sự khác biệt về suy nghĩ. Love, tình yêu. Marriage, kết hôn. Americans believe in romantic marriage. A boy and a girl are attracted to each other, fall in love and decide to marry each other. Believe in, tin vào cái gì đó. Ví dụ như là I believe in you, tôi tin vào bạn. Romantic, tính từ sự lãng mạn, cái tính lãng mạn. Attractive, động từ thu hút, hấp dẫn. Each other, lẫn nhau. Fall in love, ngã vào yêu, rơi vào yêu, hoặc là dịch nhẹ nhàng hơn là phải lòng yêu. Ví dụ, I am falling in love to a girl next class. Tôi phải lòng yêu vào một cô gái ở lớp bên cạnh. Decide, quyết định. Marry, cưới. Vậy thì người Mỹ tin rằng cái sự kết hôn lãng mạn là một người một cậu bé và một cô bé, một cậu con trai và cô con gái, là thu hút lẫn nhau. Attracted to each other là hấp dẫn lẫn nhau, bị hấp dẫn lẫn nhau. Cái đấy attractive là thể bị động. Fall in love and decide to marry each other, phải lòng yêu nhau và quyết định là cưới nhau. Asians, on the other hand, believe in contractual marriage. The parents of the bride and the groom decide on the marriage. On the other hand, ở một mặt khác, contractual có tính chất là ràng buộc bởi hợp đồng. Contract là hợp đồng, cái này contractual là tính từ có tính chất ràng buộc bởi hợp đồng. Bride, danh từ chủ rể. Groom, cô dâu. Decide on plus noun. Decide on cộng với danh từ quyết định cho một cái gì đó. Thì ở đây chúng ta dịch là gì? Người châu Á này. Tuy nhiên là người châu Á tin rằng một cái sự kết hôn có cái tính chất ràng buộc, có hợp đồng ràng buộc. Và bố mẹ của chú rể và cô dâu thì sẽ quyết định và cái vấn đề kết hôn. And love, if it ever develops, is supposed to follow marriage, not precede it. Develop, phát triển. Supposed là động từ cho là tin rằng, nghĩ rằng, giả sử. Follow là theo, là động từ theo. Precede, xảy ra trước hoặc là nói trước. Vậy ở đây chúng ta dịch là gì? Về tình yêu là
nếu mà nó được phát triển, nếu mà tình yêu được phát triển là được cho rằng là sẽ còn tiếp tục sau khi cưới, sau khi có cuộc hôn lễ cưới, follow là đi theo marriage là hôn nhân, là trong cái suốt quá trình hai là hai vợ chồng vẫn là yêu nhau, chứ không không phải là yêu một lần rồi thôi, rồi có nghĩa là trước hôn nhân mà yêu một lần, yêu rồi là xong là thôi. Tình yêu ở châu Á thường là thế. Nhiều lúc là cưới nhau rồi còn chưa mới biết mặt nhau, rồi sau đó là mới dần dần biết nhau và yêu nhau. Thường là thế hệ ông bà của chúng ta thường là thế. To show the differences, a survey was conducted among Americans, Chinese, Indian students to determine their attitudes forward toward love and marriage. Show là động từ chỉ ra, difference danh từ sự khác biệt, thêm s là những sự khác biệt, survey là danh từ là điều tra, hoặc là conduct động từ tiến hành thực hiện, among ở giữa sử dụng với nhiều đối tượng, ví dụ ta cũng có từ between là ở giữa nhưng mà sử dụng hai đối tượng, ví dụ như là I sit between David and Laura, tôi ngồi giữa David và Laura. Chinese người Trung Quốc, Indian người Ấn Độ. Determine chứng minh, tìm ra sự thật. Attitude thái độ, danh từ thái độ. Ở đây là để chỉ ra cái sự khác biệt, một cái cuộc điều tra là được thực hiện giữa người Mỹ, người Trung Quốc và người Ấn Độ, sinh viên để tìm ra cái thái độ của họ đối với tình yêu và hôn nhân như thế nào. Toward là hướng theo, hướng về, nghĩa trong bài là đối với. Below is a summary of each group's response to the four key values. Below là bên dưới, summary là tóm tắt, response danh từ sự hồi đáp, key chìa khóa, value giá trị, key values những cái giá trị chính. Bên dưới là cái sự tóm tắt về mỗi nhóm trả lời đó, là sự hồi đáp trả lời của mỗi nhóm về cái bốn cái ý chính, cái giá trị chính, four key values. Thứ nhất là giá trị đầu tiên này, physical attractiveness. Physical attractiveness. The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. Physical là thuộc về cơ thể, tính từ. Attractiveness là danh từ, sự thu hút, sự hấp dẫn. Attract là danh động từ, hoặc attractive là tính từ, còn thêm đuôi ESS là danh từ. Much more than so sánh hơn, nhiều hơn. Concern tính từ, mối bận tâm, mối quan tâm. Wife người vợ, husband người chồng. Vậy thì ở đây physical attractiveness là cái sự hấp dẫn về cơ thể, về vẻ bề ngoài. Người Mỹ là có cái nhiều mối quan tâm hơn là người Ấn Độ và người Trung Quốc về cái vấn đề là ngoại hình. Để dịch là ngoại hình cho nó dễ hiểu. Khi mà lựa chọn một người chồng hoặc là một người vợ. Còn các em thì sao nhỉ? Một bạn trai xinh xắn, một bạn gái xinh xắn hoặc một bạn trai đẹp trai thì chắc chắn là có nhiều sự ưu tiên hơn rồi đúng không? Như người Mỹ thôi. Ok. They also agree that a wife should maintain her beauty and appearance after marriage. Also cũng agree là đồng ý, maintain duy trì, beauty sắc đẹp, appearance diện mạo bên ngoài. Ok. Người Mỹ thì cũng đồng ý rằng là người vợ phải duy trì cái vẻ đẹp của cô ấy và
cái vẻ bề ngoài trước khi, sau khi mà kết hôn nữa. Đó, sau khi kết hôn. Confiding. Few Asian students agree with American student view that wives and husbands share or taught confide, ngoại động từ này, chia sẻ những cái thông tin bí mật. Confiding, chuyện đời tư, chia sẻ đời tư. Agree, đồng ý. View, quan điểm, tầm nhìn. Share, chia sẻ. Thought, suy nghĩ. Cái này là quá khứ của think. Về chuyện đời tư này, một số ít những người châu Á, sinh viên châu Á đồng ý rằng là với người, về cái quan điểm của người Mỹ, một sinh viên người Mỹ rằng là những người vợ và những người chồng chia sẻ tất cả những suy nghĩ của nhau, chia sẻ suy nghĩ, tất cả những suy nghĩ. In fact, a majority of Indians and Chinese think it is better and wiser for a couple not to share certain thoughts. In fact, là thực tế là majority, chiếm phần đông, đa số, wiser, khôn ngoan hơn, couple, cặp đôi, trong bài này là vợ chồng, certain, nhất định. Thực tế là đa số những người Ấn Độ và người Trung Quốc nghĩ rằng là tốt hơn hết và khôn ngoan hơn hết là các đôi vợ chồng đừng chia sẻ những cái suy nghĩ nhất định, có một những cái suy nghĩ gần như là riêng chẳng hạn đấy. Có một vài điều là như thế. A large number of Indian men agree that it is unwise to confide in their wives. Large là lớn, number là con số, men đàn ông, số ít là men. Unwise, không khôn ngoan. Confide, tiết lộ những thông tin bí mật. Wives, số nhiều của wife, các bà vợ. Những người đàn ông Ấn Độ, phần lớn những người đàn ông Ấn Độ là đồng ý rằng là thật sự là không khôn ngoan khi mà tiết lộ những cái thông tin bí mật cho những người vợ. Partnership of equals. The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Partnership là quan hệ đối tác. Equal là sự công bằng, bình đẳng. Majority là phần nhiều, đa số. Reject là chối bỏ, từ bỏ. Ok. Partnership và equal là mối quan hệ bình đẳng. Mối quan hệ hai bên, bình đẳng hai bên. Đa số là những người sinh viên châu Á là không đồng tình, chối bỏ, không đồng tình hoặc là phản đối cái tầm nhìn và cái suy nghĩ của người Mỹ về hôn nhân là cái sự bình đẳng hai bên, giữa hai bên. Many Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man. Agree, đồng ý này. Has to là phải. Sacrifice là sự hy sinh, là hy sinh. Nhiều sinh viên Ấn Độ thì đồng ý rằng là phụ nữ là phải hy sinh nhiều hơn đàn ông về trong những vấn đề hôn nhân. Trust built on love significantly. More Asian students than American students agree that a husband is obliged to tell his wife where he has been if he comes home late. Trust là tin cậy, tin tưởng. Build, quá khứ là build, xây dựng. Significantly là có ý nghĩa đặc biệt, quan trọng và đáng kể. Obliged,
obliged, bắt buộc, cưỡng chế. Where he has been, là cái này hiện tại hoàn thành, anh ấy đã ở một nơi nào đó. Đó, cái quan trọng hơn hết là cái tình yêu là được xây dựng trên sự tin tưởng. Câu này dịch là như này: sinh viên châu Á, nhiều sinh viên châu Á hơn là người Mỹ là đồng ý rằng là một người chồng là phải phải bắt buộc là phải nói cho vợ anh ấy nơi ở, những nơi nào mà anh ấy đã đến, đã ở. Nếu mà anh ấy về nhà muộn, người chồng mà về nhà muộn là phải có cái trách nhiệm là phải báo cáo cho người vợ, ý là như thế để dễ hiểu hơn. The Asian wife can demand a record of her husband's activities. Demand là yêu cầu, record là động từ là ghi chép, ghi âm, ghi hình, nhưng mà ở đây là coi như là báo cáo, record danh từ báo cáo là S, có tính chất sở hữu. Activity hoạt động, số nhiều là activities, đổi y dài thành ies là các hoạt động. Vậy thì câu này là gì? Người vợ châu Á thì có thể là yêu cầu sự báo cáo của chồng cô ấy về những cái hoạt động, ví dụ chồng làm gì là phải về báo cáo vợ, để trách nhiệm. Demand, yêu cầu, được yêu cầu. The American wife, however, trusts her husband to do the writing because he loves her, not because he has to. However, tuy nhiên, trust, tin tưởng, mức độ tin tưởng. Mức độ tin tưởng hơn dùng believe. Ví dụ, you are honest person, I trust you. Có nghĩa là gần như là 100% tin tưởng. Cái mức độ tin tưởng cao hơn believe. Nếu bảo believe in you thì có khi là chỉ khoảng 50%. Right là đúng. Do the writing là để làm điều đúng. Because là bởi vì. Not because, không bởi vì. Have to, phải. Điều gì đó. Tuy nhiên, however, người vợ Mỹ thì tin tưởng người chồng của cô ấy làm cái điều đúng đắn, bởi vì là anh ấy, người chồng là yêu vợ, không phải bởi vì là phải như thế, không phải là trách nhiệm, mà là yêu theo kiểu tự nhiên thôi, không có sự ràng buộc hay là báo cáo bao cùng như là người châu Á. The comparison of four values suggests that young Asians are not as romantic as their American counterparts. Comparison, sự so sánh, values, các giá trị, suggests, gợi ý cho thấy, counterpart là đồng cấp hoặc là đồng trang lứa. Cái sự so sánh về cái bốn giá trị này thì cho ta thấy rằng là người trẻ châu Á là as not as romantic as, là không lãng mạn như là người Mỹ cùng trang lứa, những thanh niên cùng trang lứa. Ok, vậy thì bây giờ thì anh sẽ đi vào đọc cái phần này, đọc bài học. Traditionally, Americans and Asians have very different ideas about love and marriage. Americans believe in romantic marriage. A boy and a girl are attracted to each other, fall in love, and decide to marry each other. Asians, on the other hand, believe in contractual marriage. The parents of the bride and the groom decide on the marriage and love. If it ever develops, it's supposed to follow marriage, not precede it. To show the differences, a survey was conducted among American Chinese and Indian students to determine their attitudes toward love and marriage. Below is a summary of each group's responses to the four key values. Physical attractiveness. The Americans are much more concerned than
the Indians and the Chinese with physical attractiveness. When choosing a wife or a husband, they also agree that a wife should maintain her beauty and appearance after marriage. Confiding. Few Asian students agree with American students' view that wives and husbands share our thoughts. In fact, a majority of Indians and Chinese think it is better and wiser for a couple not to share certain thoughts. A large number of Indian men agree that it is unwise to confide in their wives. Partnership of equals. The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man. Trust built on love. Significantly, more Asian students than American students agree that a husband is obliged to tell his wife where he has been if he comes home late. The Asian wife can demand a record of her husband's activities. The American wife, however, trusts her husband to do the right things because he loves her, not because he has to. The comparison of the four values suggests a young Asians are not as romantic as their American counterpart. Ok, và hôm nay thì đã hoàn thành xong cái bài khóa ngày hôm nay. Thì về nhà thì các em sẽ đọc lại bài khóa này 5 lần. Đọc to lên, rõ ràng và lưu loát. Đọc to lên không phải ngại gì. Đọc sai cũng được. Bây giờ chưa cần phải đúng. Học lại từ mới, hiểu được khoảng 80% nghĩa của bài viết là được. Không cần phải hiểu nhiều hết. Học từ từ thôi. Chứ không thể nào một chốc, một thời là các em có thể giỏi ngay được. Bởi vì cái này, cái ngôn ngữ tiếng Anh này là nó giống như tiếng Việt của mình. Nó nói phải nói hàng ngày. Chứ nói một tuần nói một vài buổi, một vài lần, một vài tiếng không ăn thua. Nhưng mà cứ từ từ thôi. Học quan trọng là để chúng ta thi qua đã. Sau đó là còn nhiều cơ hội khác để học tốt hơn. Ok. Cảm ơn các em nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại.